thôi. Nhưng trận đấu thứ hai này quá nhạt, một pha phối hợp bên. Xếp thứ hai, phía gần là chế biến, phía xa là Long Hòa. Ở trận đấu thứ hai, chế biến sẽ phát bóng trước. Công công. Đập bóng công vào lưới, điểm Long Hòa 1-0. Lỗi vị trí bên phía Long Hòa. Một điều. Điểm chế biến 2-1. Bên phía Long Hòa thay vận động viên. Điểm Long Hòa 2-2. Điểm chế biến 3-2. Điểm chế biến 4-2. Tấn công đi ngay rất mạnh. Điểm Long Hòa 3-0. Phát bóng ngoài. Điểm chế biến 5-3. Không qua được trắng của chiến. Điểm chế biến 6-3. Minh đập bóng ngoài. Điểm chế biến 7-3. Điểm chế biến 8-3.
và đội bóng rất mạnh của Chí Minh. Điểm Long Hòa 4-8. Năm tám cho Long Hòa. Vẫn chưa thành công. Chế biến 9-5. Hai pha đập bóng rất mạnh của Chiến nhưng mà lại không thành công. Long Hòa xin hủy. Đã hết thời gian hủy. Tiếp tục là Tâm Thái. Chế biến này dẫn 9-5. Phá qua lưới điểm Long Hòa 6-9. Và bóng bình nhấp tay bên kia né trời. Đến chế biến 16. Điểm chế biến 11-6. Long Hòa 7-11. Ở cuối trận đấu thứ nhất, Long Hòa chơi cực kỳ hưng phấn. Có thời điểm chỉ khoảng cách chỉ là một điểm thôi. Nhưng trận đấu thứ hai này quá nhạt. Một pha phối hợp số 3 quá đẹp. Điểm cho chế biến 12-7. Trận đấu này Long Hòa gặp quá nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công và chắn bóng trên lưới. Một pha phát bóng mang điểm trực tiếp. 13-7 cho chế biến. Bình chắn bóng ra ngoài. Điểm Long Hòa 8-13. Điểm chế biến 14-8. Điểm chế biến 15-8. Những pha đánh nhanh của chế biến rất khó chắn. Phòng thủ tốt. Tâm. Điểm chế biến 17-8. 16-8. Chế biến thay bằng người. Số 9 rồi. Số 4 vào. Yeah.
đến đâu ngoài 9, 10, 6. Điểm chế biến 17-9. Đây là một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa. 18-9. Bóng trong chân. Điểm đông hòa 10-18. Điểm đông hòa 11-18. Và bóng vào lưới, điểm chế biến 19-12. Điểm chế biến 20-12. Không qua được chắn của Tâm. Điểm đông hòa 13-20. Rồi cho mấy anh này quên viết ra ta. Bóng ngoài. Điểm đông hòa 14-20. Bóng ngoài. Điểm chế biến 21-14. Điểm đông hòa 15-21. Bốn chạm cột giới hạn 16-21. Không chẳng nổi. Điểm chế biến 22-16. Lưới và lưới chế biến
Điểm Đông Hòa 17-22. Điểm chế biến 23-17. Phan Hòa Lợi, điểm Long Hòa 18-23. Điểm chế biến 24-18. Kết thúc chuyện tình. Đập bóng ngoài. Điểm Đông Hòa 19-24. Là bóng ngoài 20-24. Kết thúc chơi biến giành chiến thắng set thứ hai 25-20, trận chung cuộc 2-0. Cảm ơn cả nhà đã xem video, cái này like, share, subscribe ủng hộ thầy Vlog bóng chuyền độc lạ. Chế biến là đội đầu tiên thắng 3 trận ra quân, 3 trận ra quân thắng cả 3.